Tình hình chiến sự Ukraine vẫn là tâm điểm chú ý của cả thế giới. Ngày hôm nay có những thông tin nào đáng quan tâm? Mời quý vị theo dõi những diễn biến mới nhất ngay sau đây. Ukraine chật vật giành từng mét đất trước phòng tuyến khó bề lay chuyển của Nga. Nga tấn công toàn tuyến miền đông Ukraine, giao tranh khốc liệt. Bộ Quốc phòng Anh nói cỏ dại cản đà phản công của Ukraine. Nga kích hoạt hệ thống phòng không ở Crimea. Nga chỉ ra bí ẩn chết người của ICC. Ukraine chật vật giành từng mét đất trước phòng tuyến khó bề lay chuyển của Nga. Trong suốt 7 tuần đầu tiên của cuộc phản công của Ukraine, các lực lượng Nga không chỉ ngăn chặn hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác, mà còn phản công để giành lại các khu vực đã mất và tăng cường tiến công ở Lugansk cũng như những vị trí trên tiền tuyến mà họ phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Mặc dù sử dụng xe tăng Leopard và những phương tiện bọc thép hiện đại của phương Tây, nhưng Ukraine không thể tạo nên cú đấm mạnh xuyên thủng phòng tuyến Nga. Các chuyên gia quân sự cảnh báo xe tăng không phải là giải pháp. Nếu không có ưu thế trên không và không có sự yểm trợ pháo binh vượt trội, các lực lượng của Ukraine sẽ dễ bị tổn thương trước các tên lửa chống tăng của Nga được phóng từ chiến hào và từ các chiến đấu cơ. Ukraine có các phương tiện dọn mìn nhưng không thể đủ để vượt qua các phòng tuyến kiên cố của Nga. Không những thế, chúng còn trở thành các mục tiêu ưu tiên của Moscow. Các lực lượng của Nga đã tìm cách xếp chồng mìn chống tăng lên nhau để phá hủy các phương tiện dọn mìn của Ukraine. Các câu chuyện mà chúng tôi nghe từ tiền tuyến là lực lượng của Ukraine đang đối mặt với các phòng tuyến mà mìn ở mọi nơi. Cứ 1 hoặc 2 mét đất lại có một quả mìn. Điều đó buộc Ukraine phải dừng lại và cho các binh lính dọn mìn để tạo thành một làn đường an toàn trước khi tiến công. Cựu đại tá Mỹ đã nghỉ hưu, đồng thời là cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách về Nga cho hay, Ukraine đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang các đơn vị bộ binh có quy mô bằng một trung đội, thường hoạt động vào ban đêm để tìm đường băng qua các bãi mìn. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc tiến triển diễn ra rất chậm. Các lực lượng thường xuyên phải dừng lại và rút quân. Ngoài ra, những con đường được dọn sạch mìn có thể nhanh chóng bị các UAV và pháo binh Nga gài lại mìn từ xa. Ukraine đang dựa vào xung đột tiêu hao, tận dụng sự chính xác của các hệ thống pháo để tấn công phòng tuyến Nga và cắt đứt các tuyến hậu cần của đối phương. Cho đến nay, không có dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một cú lừa lớn. Trong chiến tranh hiện đại, với sự can thiệp của các phương tiện trên không và giám sát điện tử, gần như khó có thể tạo ra những bước tiến bất ngờ. Ukraine vẫn tiếp tục tiến công theo 3 hướng. Ở hướng Bắc Donetsk, Ukraine đang tìm cách đánh vào sườn của quân đội Nga ở Bakhmut. Ukraine muốn cầm chân các lực lượng của Moscow tại thành phố này để Nga không thể tăng cường lực lượng tại các điểm yếu khác trên tiền tuyến trải dài cả 1000 km. Ở mặt trận phía nam, nơi khu vực Donetsk gặp Zaporizhia, Ukraine đang tiến công từ thị trấn Velika Novosinka, giành được thị trấn Staromaskoye cuối tuần trước, cách các vị trí xuất phát của Ukraine hồi tháng 6 chưa đầy 8 km. Hướng tiến công thứ ba dường như là một hướng tiến công ưu tiên, chính là khu vực phía tây Zaporizhia nằm ở tả ngạn sông Dnipro, nơi Ukraine đang cố gắng xuyên qua khu vực Orykhiv và hiện đã tiến đến làng Robotyny, nằm cách đó 15 km về phía nam. Trong cả ba hướng tiến công này, Ukraine gặp khó khăn trước các phòng tuyến của Nga. Họ thậm chí không thể tiếp cận phòng tuyến chính của đối thủ nằm ngay trước mắt. Các đơn vị được đưa tới chiến trường hiện nay chủ yếu là từ các lữ đoàn được huấn luyện gấp và trang bị vũ khí từ các nước NATO trong một vài tháng qua. Một xu hướng hiện nay trong cuộc phản công của Ukraine là những lữ đoàn được trang bị vũ khí phương Tây không thể hiện tốt bằng những đơn vị được trang bị vũ khí ít tiên tiến nhưng lại nhiều kinh nghiệm hơn. Chẳng hạn như lữ đoàn tấn công số 3, lực lượng đóng góp vào hầu hết thành quả mà Ukraine đạt được cho đến nay tại Kalichka, phía nam Bakhmut. Giới quan sát cho rằng, việc mong đợi các đội quân Ukraine được huấn luyện vài tháng ở các nước NATO và được trang bị vũ khí NATO có thể ngay lập tức chiến đấu kiểu NATO là sự lạc quan thái quá. Các lực lượng của Ukraine đã tiến công mà không có hai điều kiện tiên quyết, đó là ưu thế trên không tuyệt đối và hỏa lực vượt trội. Cuộc tiến công của Ukraine ở phía nam đang diễn ra với nhịp độ chậm. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị những phòng tuyến kiên cố mà Ukraine khó có thể xuyên thủng. Trong số này có các máy bay không người lái, có thể truyền hình ảnh trực tiếp về cho người điều khiển. Các bãi mìn và đạn dược còn sót lại, chúng đã làm gia tăng đáng kể những thách thức mà binh lính Ukraine phải đối mặt so với năm ngoái. Đáng sợ nhất là các dây bẫy, thứ mà bạn không thể nhìn vào ban đêm và được thiết lập kết nối với hàng loạt quả mìn. Một chỉ huy Ukraine được gọi là Poli nói. Một binh lính Ukraine khác thì phàn nàn. Mọi người đều nói rằng hãy tiến lên, nhưng họ không hiểu thực tế xung đột. Họ đang nói với chúng tôi về cách chiến đấu và câu trả lời của chúng tôi là hãy đến đây gia nhập đơn vị của chúng tôi, rồi nói xem chúng tôi phải làm gì và xem họ có thể anh hùng được đến đâu. Các sĩ quan Ukraine nhìn chung có thể áp dụng những gì họ học được ở cấp đại đội, nhưng chưa thể áp dụng ở quy mô lớn hơn nhằm áp đảo các lực lượng của Nga.
Với quá ít thời gian huấn luyện, không có gì bất ngờ khi hoài nghi về khả năng của Ukraine nhằm tạo nên các đơn vị gắn kết có thể chiến đấu với lực lượng phòng thủ được chuẩn bị tốt như Nga. Michael Kaufman, học giả cấp cao tại chương trình nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, đánh giá, mặc dù cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng của các nước phương Tây và đang chậm kế hoạch, nhưng các chuyên gia quân sự đều cho rằng còn quá sớm để nói rằng đây là một thất bại. Họ cho rằng một chiến dịch lớn trong lịch sử để giành được thắng lợi cũng phải trải qua một vài giai đoạn gần như bế tắc. Họ cũng nhận định, trong khi Ukraine phải chật vật giành lại từng mét đất Nga kiểm soát, thì thành công không chỉ được đo bằng số lượng lãnh thổ giành lại, mà còn cả mức độ tiêu hao lực lượng của đối phương. Các tên lửa của Ukraine do phương Tây cung cấp đang tấn công thẳng vào các phòng tuyến phía sau của Nga, cũng như phá hủy kho đạn dược và trung tâm hậu cần của nước này. Trong khi đó, tướng Zaluzhny và các chỉ huy cấp cao Ukraine hiểu họ đang không có công cụ mà mình thực sự cần để tiến hành phản công, nhưng lại đối mặt với sức ép thời gian khi Nga củng cố các chiến hào sâu thêm và phương Tây ngày càng mất kiên nhẫn cũng như mệt mỏi vì xung đột kéo dài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Anh đã hủy hoại danh tiếng của Tòa án Hình sự Quốc tế bằng cách hoàn toàn mua các cáo buộc tội ác chiến tranh đối với Tổng thống Nga Putin. Theo bà Zakharova, các bản cáo trạng ICC đã được chính trị hóa và vô hiệu về mặt pháp lý chống lại ông Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Vova-Belova, cũng là người Anh. Nhưng xét theo mọi thứ, thì đó là một tân binh. Tòa án có trụ sở ở Hagiu đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và Vova-Belova vào tháng 3, cáo buộc họ trục xuất trái phép số trẻ em ra khỏi Ukraine. Bà Zakharova đưa ra một chuỗi các sự kiện để chứng minh rằng chính phủ ở London đứng sau các cáo trạng và lệnh bắt giữ. Đầu tiên, vận động hành lang Anglo nắm quyền kiểm soát tòa án bằng cách thay thế thẩm phán người Congo Anthony Keisa Mindua bằng Sego Gerardo Huguet Godini, sinh viên tốt nghiệp Oxford của Costa Rica vào ngày 21 tháng 2. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát an toàn, cùng ngày, chính quyền Anh đã trả tự do cho Imran Ahmad Khan, một cựu thành viên quốc hội bị kết tội ấu dâm, sau khi chấp hành án chưa đầy một nửa bản án. Ahmad Khan cũng chính là anh trai của Karim Khan, công tố viên trưởng của ICC. Khan đã đệ đơn yêu cầu lệnh bắt giữ vào ngày hôm sau, 22 tháng 2. Theo bà Zakharova, người ta có ấn tượng rằng bản thân Khan không tin London và đang chờ xác nhận về lời hứa của họ sẽ trả tự do cho người anh trai bị cáo buộc ấu dâm. Khi các thẩm phán do dự, vào ngày 13 tháng 3, London đã thông báo về một hội nghị các nhà tài trợ cho ICC dự kiến vào ngày 20 tháng 3. Ám chỉ rõ ràng với ICC rằng nếu họ muốn xem các khoản tiền của Vương quốc Anh, họ phải đưa ra kết quả trước thời hạn đó. Các thẩm phán rất dễ bị mua chuộc, bà Zakharova nói, đồng thời lưu ý rằng bản cáo trạng đã được công khai 4 ngày sau đó. Các quyết định của ICC là một màn trình diễn rẻ tiền, hoàn toàn mua được và trả bằng tiền của Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bình luận, Moscow đã bác bỏ các lệnh của ICC là vô hiệu, chỉ ra rằng họ không có quyền tài phán ở Nga. Kể từ đó, chính quyền Nga đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với cả Khan và ba thẩm phán liên quan đến việc ký lệnh bắt giữ là Godini, Tomoko Akani của Nhật Bản và Sergio Rosario Salvatore Aitala của Ý. Nga tấn công toàn tuyến miền đông Ukraine, giao tranh khốc liệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tấn công toàn tuyến miền đông trong khi giao tranh ở miền nam tiếp tục khốc liệt. Cuộc chiến rất khó khăn. Đối phương đang dồn lực để ngăn chặn đà tiến công của chúng ta. Giao tranh rất khốc liệt. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 3 tháng 8 cho biết và nhấn mạnh rằng Nga đang tấn công dọc tuyến miền đông. Ông liệt kê các thành phố gồm Kobian, Liman, Bakhmut, Marinka và Avdiivka hiện là những mặt trận giao tranh ác liệt nhất. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết giao tranh ở mặt trận miền nam tiếp tục căng thẳng. Nga liên tục tập kích vào các hạ tầng cảng của Ukraine ở tỉnh Odessa sau khi tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen. Cho dù đối phương có làm gì đi chăng nữa, thì lực lượng Ukraine vẫn nắm thế chủ động, ông Zelensky nhấn mạnh. Tư lệnh quân đội Ukraine Maxim Zorin cùng ngày cho biết, các trận chiến hàng ngày cực kỳ khó khăn đang diễn ra gần Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông. Theo ông Zorin, Nga đang đưa các đơn vị giàu kinh nghiệm đến đây để ngăn chặn đà tiến công của Ukraine. Ông nói, Nga vẫn coi Bakhmut là mục tiêu quan trọng. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Sisky cho hay ông đã họp với các chỉ huy miền đông để bàn về việc đẩy mạnh đà tiến công của Ukraine. Ở Bakhmut, nhiệm vụ của tôi là tập trung vào các vấn đề hiện tại nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải quyết các vấn đề cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ,
ông Zelensky viết trên Telegram. Ông cho biết thêm, quân ta phá vỡ kế hoạch của đối phương nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của chúng ta, gây tổn thất đáng kể về nhân lực và thiết bị cho đối phương, làm giảm năng lực tấn công của đối phương. Người phát ngôn chiến khu miền đông Ukraine Serhiy Cherevati cũng cho biết, quân đội nước này đang tiến quân liên tục và không ngừng vào rìa Bakhmut. Mỗi ngày, chúng ta tiến công hàng trăm mét và mỗi tuần hàng km, ông nói. Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov thừa nhận cơ quan an ninh Ukraine FBU liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022 và vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Điều này liên quan đến cây cầu Crimea mà đại diện cơ quan an ninh của chúng tôi đã tuyên bố thẳng thắn họ có liên quan đến cả vụ thứ nhất và thứ hai, ông Danilov phát biểu trên kênh truyền hình Radar ngày 3 tháng 8. Ông Danilov cho rằng các máy bay không người lái UAV của Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ trong các sứ mệnh này. Theo thỏa thuận với các đối tác phương Tây, Kiev không được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông nêu rõ, lệnh cấm này không áp dụng đối với vũ khí do Ukraine sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zenikov đầu tuần này cho hay UAV đang được lắp ráp ở Ukraine, chủ yếu từ các linh kiện nước ngoài, nhưng Kiev có kế hoạch sản xuất một cách độc lập. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow sau đó đã xây dựng cầu Crimea dài 19 km nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm ngoái, cây cầu này liên tục bị tập kích, trong đó có vụ đánh bom xe hồi tháng 10 năm 2022 gây hư hại nghiêm trọng. FBU hôm 26 tháng 7 chính thức nhận trách nhiệm trong vụ tấn công đó. Phá hủy cầu Crimea là một trong những thành quả của chúng tôi. Tôi tin rằng chiến dịch đặc biệt của SPU sẽ đem lại cho các con tem lưu niệm của chúng ta những câu chuyện mới, ông Vasily Marius, người đứng đầu SPU, phát biểu. Bộ Quốc phòng Anh nói cỏ dại cản đà phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc phản công kéo dài 2 tháng của Ukraine đang bị cản trở bởi lớp cỏ dày phủ kín các bãi mìn và trận địa phòng thủ của Nga. Các bụi cây và lớp cỏ dại mọc dày khắp chiến trường giúp ngụy trang cho các vị trí phòng thủ của Nga và khiến các bãi mìn phòng thủ khó giả phá hơn. Bộ trên cho biết trong một tuyên bố hôm 3 tháng 8, đề cập đến các cánh đồng canh tác trong khu vực chiến sự đang mọc cỏ dại nhanh chóng khiến đợt phản công diễn ra chậm chạp. Phía Anh nói rằng đất canh tác trong khu vực chiến đấu đã bị bỏ hoang suốt 18 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, thời tiết nóng ẩm vào mùa hè đang khiến cỏ dại và cây bụi mọc tùm trở lại. Lớp cỏ dại có thể che giấu các đơn vị bộ binh xung kích, nhưng điều đó có thể khiến cả hai phía đều gặp khó trong nỗ lực tiến công, quân đội Anh nhận định. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Cuộc phản công của Kiev bắt đầu vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn vì thiếu vũ khí phương Tây. Bất chấp việc Mỹ và đồng minh đổ hàng chục tỷ đô la để cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine, Kiev vẫn đạt được rất ít bước tiến trong cuộc phản công. Nhiều đồng minh của Ukraine tỏ ra lo ngại về việc liệu các loại vũ khí hàng chục tỷ đô la của Mỹ và châu Âu có khả năng giúp quân đội Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đợt phản công của Ukraine đã chứng kiến nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, cơ quan cố vấn của Mỹ hôm 2 tháng 8 cho biết, cuộc phản công đã đạt được một số tiến bộ xung quanh Bakhmut ở thành phố tỉnh Donetsk, nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng. Trong khi đó, các nguồn tin Nga cho biết quân đội Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam đất nước gần Staromayovsky trên biên giới giữa hai tỉnh Donetsk, Zaporizhia và ở gần Robotyne ở Zaporizhia. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng quyết định của phương Tây và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Nga kích hoạt hệ thống phòng không ở Crimea.
hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Oleg Grushnikov, cố vấn của thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở một số khu vực trên bán đảo này vào sáng ngày 4 tháng 8. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở một số quận của Crimea. Tất cả các mục tiêu đều bị bắn hạ, không có thiệt hại hay thương vong nào, ông Grushnikov nói. Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Kiev vào cuối tháng 2 năm ngoái. Hôm 3 tháng 8, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov thừa nhận, Cơ quan An ninh Ukraine FBU có liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022 và vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Đại diện cơ quan an ninh của chúng tôi đã tuyên bố thẳng thắn họ có liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea, ông Danilov phát biểu trên kênh truyền hình Radar. Vị quan chức Ukraine cho biết các máy bay không người lái UAV của Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ trong các sứ mệnh này. Theo thỏa thuận với các đối tác phương Tây, Kiev không được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông nêu rõ, lệnh cấm này không áp dụng đối với vũ khí do Ukraine sản xuất. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Zhenikov cho hay UAV đang được lắp ráp ở Ukraine chủ yếu từ các linh kiện nước ngoài, nhưng Kiev có kế hoạch sản xuất một cách độc lập. Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cam kết sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, gồm cả Crimea. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow có quyền đáp trả quyết liệt các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Sau các vụ tấn công cầu Crimea, Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và liên tục không kích vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine ở tỉnh Odessa. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!